Xin chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn một món ăn rất ngon. Đó là món cà xì dầu. Xì dầu ở đây hay còn được gọi là nước tương đó các bạn. Món gà xì dầu khi được làm xong sẽ có màu sắc rất hấp dẫn. Thịt gà rất chắc và ngọt, lại đậm đà hương vị của xì dầu, nhìn rất ngon miệng. Món ăn đơn giản nhưng lại rất ngon và bổ dưỡng. Khi làm món gà xì dầu này, mình cũng hạn chế ăn dầu mỡ rất nhiều. Hy vọng với món gà xì dầu của mình sẽ giúp mọi người bổ sung vào thực đơn của gia đình các bạn thêm một món ăn ngon nữa. Ở đây mình có nửa con gà, các bạn có thể dùng nguyên một con hay đùi không cũng được nha. Còn có một ít hành ba rô. Nếu không có hành ba rô, các bạn thay bằng hành lá nha. Một củ gừng nhỏ, ba củ hành tím, hai trái ớt khô, một ít hạt ngò, hạt thì là đại hồi, nụ đinh hương, lá nguyệt quế, cam thảo và quế cây. Mỗi loại mình dùng một ít để tạo mùi thơm cho món ăn. Bây giờ mình sẽ rang sơ các loại thảo mộc. Các bạn nhớ rửa sạch rồi hãy đem rang nha. Mình mở lửa nhỏ, rang trên chảo chừng 1 đến 2 phút là được rồi nè. Tiếp theo mình sẽ cho dầu ăn vào một cái chảo khác. Mình sẽ cho hành, gừng và ớt khô vào xào. Cho thêm một muỗng canh đường vào nữa. Đảo sơ qua một lượt, tiếp tục mình châm nửa lít nước vào chảo. Mình sẽ cho vào 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh hắc xì dầu. Một muỗng canh hạt nêm. Một muỗng canh rượu nấu ăn. Mình sẽ nêm nếm xem gia vị đã đạt chưa nha. Các bạn có thể gia giảm lượng gia vị cho vào, cảm nhận một chút mặn và ngọt nhẹ là được rồi nha. Cuối cùng mình cho thảo mộc rang vào. Mình sẽ nấu cho nước xì dầu sôi lên. Khi thấy xì dầu đã sôi, mình sẽ cho gà vào. Mình để phần da gà vào trước để cho da được săn lại. Dùng vá múc nước xì dầu và chan lên gà. Mình làm như vậy liên tục chừng 3 phút, rồi vặn lửa xuống mức nhỏ nhất. Mình đậy nắp và nấu gà 40 phút nha các bạn. Được 40 phút rồi, giờ mình sẽ mở nắp kiểm tra gà đã chín chưa nha. Mình mở lửa nhỏ nhất của bếp rồi, vậy mà cũng bị rách da ở cái đùi gà rồi. Mình nấu gà với lửa nhỏ sẽ làm cho thịt gà được thấm đậm hương vị của xì dầu hơn. Các bạn muốn gà được lên màu hấp dẫn thì hãy nhớ liên tục chan nước xì dầu lên gà nha. Bây giờ mình dùng xiên tre thử xem nha. Gà như vậy là đã chín rồi nha các bạn. Tới đây mọi người có thể mở lửa lớn hơn một chút. Mình tiếp tục nấu cho nước xì dầu cạn dần. Khi thấy gà đã có màu ưng ý và nước xì dầu cũng đã cạn, mình sẽ tắt bếp và vớt gà ra. Nước xì dầu mình đã lượt lại rồi. Cho thêm 1/2 muỗng cà phê hạt nêm vào. Mình khuấy tan gia vị và mở lửa cho nước xì dầu được sôi lên. Thì cho vào chảo một chút nước có pha một ít bột bắp. Vặn lửa nhỏ, mình sẽ khuấy đều tay đến khi nước sốt sánh lại là được. Như vậy là được nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ chặt gà ra thành từng miếng vừa ăn, rồi xếp ra dĩa nha. Mình thấy gà rất thơm, thịt gà không bị bở hay quá mềm, thịt rất chắc và ngon.
Vậy là mình vừa hoàn thành xong món gà xì dầu rồi. Món gà xì dầu mọi người có thể ăn kèm dưa leo hay cải luộc, hoặc mình ăn cùng với cơm cũng ngon lắm đó. Nước sốt các bạn có thể chan trực tiếp lên gà hoặc cho vào chén nhỏ dùng để chấm nha. Sốt thì đậm đà, thịt gà thì rất thơm, cũng chắc thịt và ngọt nữa. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem và like. Nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video kế tiếp. Bibi cả nhà. Mãi yêu.